Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình truyền hình trực tuyến của báo điện tử Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Chương trình của chúng tôi hiện đang được phát trực tiếp trên báo điện tử sức khỏe đời sống.vn, trên kênh YouTube, fanpage và TikTok của báo. Quý vị thân mến, nước vô cùng quan trọng với sự sống của con người, đó là điều ai cũng biết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng trong nước không chỉ chứa phân tử H2O mà còn chứa rất nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Theo các tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, uống nước có lượng magie cao còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên thì bữa ăn của chúng ta hàng ngày đôi khi không cung cấp đủ khoáng chất, vì thế nước là một nguồn quan trọng để cung cấp khoáng chất cho cơ thể. Thậm chí nước uống được xem là lý tưởng nếu có thể cung cấp được 20% lượng canxi và magie mà cơ thể cần mỗi ngày. Vậy các khoáng chất trong nước có vai trò quan trọng như thế nào và làm thế nào để chúng ta có thể giữ được các khoáng chất trong quá trình lọc nước? Tất cả những thắc mắc đó sẽ được chúng tôi giải đáp trong chương trình trực tuyến ngày hôm nay với chủ đề lợi ích của khoáng chất trong nước đối với sức khỏe con người. Và trong chương trình thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị những câu hỏi tương tác, và quý vị nào like share thông tin của chương trình đồng thời là có câu trả lời đúng và may mắn sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ của chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn công ty A.O. Smith Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì không thể thiếu được sự tham gia của những vị chuyên gia sẽ giúp cho quý vị có thể giải đáp được tất cả những câu hỏi xoay quanh vấn đề ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Việt Hồng. Và xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Đại, Giám đốc dự án công ty A.O. Smith Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, và để làm quen với hai vị khách mời ngày hôm nay thì mời quý vị cùng đến với một đoạn clip ngắn sau đây. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chuyên gia dinh dưỡng với 32 năm kinh nghiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Dinh dưỡng, giảng viên kiêm nhiệm về dinh dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội, chủ biên 5 đầu sách về dinh dưỡng, đồng tác giả 9 đầu sách về dinh dưỡng, chủ nhiệm đồng chủ nhiệm 11 chương trình đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, tham gia 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, tác giả 70 bài báo đã công bố trong nước và quốc tế, hướng dẫn 13 luận án tiến sĩ, 2 luận án bác sĩ chuyên khoa và 14 luận văn cao học. Ông Hoàng Văn Đại, Giám đốc dự án công ty A.O. Smith Việt Nam, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Trung tâm Giáo dục Pháp Việt Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, phát triển các sản phẩm máy lọc nước phù hợp với nguồn nước và người tiêu dùng Việt Nam, quản lý các hoạt động chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng, tham gia quản lý các hoạt động liên quan đến kinh doanh dự án cung cấp hệ thống xử lý nước và nước nóng cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng, tòa nhà. Năm 2010, tham gia khóa học và đạt chứng chỉ đánh giá viên trưởng hệ thống quản lý môi trường. Năm 2011, tham gia khóa học và đạt chứng chỉ đánh giá viên trưởng hệ thống bảo mật thông tin. Năm 2013, tham gia khóa huấn luyện đào tạo cho người huấn luyện đứng lớp. Năm 2014, tham gia khóa học và đạt chứng chỉ đánh giá viên hệ thống SA8000, trách nhiệm xã hội. Xin được trân trọng cảm ơn sự tham gia của hai khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta nói về chủ đề nước, và có thể thấy là 70% cơ thể ta là nước mà, đúng không ạ? Nước thì có một vai trò vô cùng quan trọng đối với lại sức khỏe của chúng ta. Và bên cạnh một cái chế độ dinh dưỡng mà chúng ta vẫn luôn nói rằng là cần phải đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm, thì nước cũng cần có những cái tiêu chuẩn để có thể đánh giá được một nguồn nước an toàn, đúng không ạ? Vậy câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, đó là nước như thế nào thì được đánh giá là an toàn, và chúng ta có những cái tiêu chuẩn nào đến từ các cái cơ quan chức năng về một cái nguồn nước an toàn không ạ? Vâng, theo cái quy định của Bộ Y tế và cái thông tư gần đây nhất ấy, là ra đời 2010 và hiệu lực từ 2011, tức là có các cái quy chuẩn Việt Nam quy định cho các cái nước uống trực tiếp. Thế thì một cái nước uống trực tiếp mà nó đảm bảo cái an toàn giống như an toàn vệ sinh thực phẩm, thì cái nước uống đó chúng ta biết rằng nó phải có các cái kim loại nặng, đặc biệt các cái loại kim loại nặng không được vượt quá cái mức cho phép. Hay chúng ta thấy rằng những cái nước đó là không phải có các cái hóa chất độc hại, rồi các cái vi sinh mà có thể gây bệnh mà nó do bị ô nhiễm nguồn nước, giống như là E. coli hoặc coliform, nó không được có mặt trong các cái nước uống đấy thì mới đảm bảo cái an toàn cho người sử dụng. Dạ vâng, và theo một cái thống kê hiện nay thì cái tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam cũng đang khá là nghiêm trọng. Vậy thì cái nguyên nhân của cái việc ô nhiễm này là do đâu ạ?
Vâng, thì theo các cái báo cáo gần đây của các nhà quản lý bên Bộ Y tế cũng như của UNICEF thì thấy cái tình trạng ô nhiễm các nguồn nước, chúng ta thấy các nước nói chung cũng như Việt Nam thì chúng ta thấy đang gia tăng. Và cái nguyên nhân chủ yếu thì chúng ta thấy rằng trước hết là do cái ô nhiễm, ví dụ các cái nguồn nước sinh hoạt dẫn đến các cái nguồn nước ngầm cũng có thể bị ô nhiễm. Đấy là chúng ta thấy rằng từ cái sinh hoạt mà chúng ta thấy là các cái vệ sinh đảm bảo, thu gom rác không đảm bảo, nó dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Hay đặc biệt thì chúng ta thấy rằng các cái nhà máy rồi doanh nghiệp mọc lên thì chúng ta thấy cái các cái chất thải công nghiệp mà không được xử lý mà lại được thải ra môi trường và nó ngấm xuống các cái nguồn nước ngầm cũng như nước bề mặt thì chúng ta thấy rất là đáng quan ngại. Rồi chúng ta thấy vấn đề khai thác các cái mỏ quặng mà chúng ta thấy không được quản lý chặt chẽ thì nó cũng dẫn đến ô nhiễm các cái nguồn nước nguồn. Và chúng ta thấy đây cũng là những cái nguyên nhân mà nó ảnh hưởng đến trực tiếp sức khỏe của người dân ạ. Dạ vâng. Vậy thì cụ thể nếu một cái nguồn nước ô nhiễm chúng ta dùng để sinh hoạt cũng như là nấu nướng hàng ngày mà nó trực tiếp nó thấm vào cơ thể của chúng ta thì nó sẽ để lại những cái hậu quả như thế nào ạ? Vâng, chúng ta biết rằng cái những cái tác dụng mà chúng ta thấy thông thường chúng ta thấy thì nhất là những cái nguồn nước sinh hoạt hay nước ăn uống mà không đảm bảo, nhất là nước ăn uống không đảm bảo. Ví dụ chúng ta thấy những cái nguồn nước mà không đảm bảo, chúng ta rửa rau sống hay quả chín chúng ta ăn thì nó ô nhiễm các cái vi sinh vật gây có thể gây rối loạn tiêu hóa rồi tiêu chảy cấp, thì những cái vấn đề đấy nó cũng thường xảy ra. Nhưng đặc biệt thì chúng ta thấy rằng vấn đề ô nhiễm các cái kim loại nặng rồi các cái hóa chất công nghiệp thì chúng ta thấy nó tích tụ lâu dài trong cơ thể, làm cho suy yếu các cái tế bào trong cơ thể và có thể gây đột biến các tế bào, và cũng là một trong những nguyên nhân mà chúng ta thấy góp phần gây ra cái vấn đề ung thư cũng đang gia tăng ở Việt Nam. Thì chúng ta thấy rồi những cái chức năng của cơ thể nó không được khỏe mạnh, chúng ta thấy ví dụ như chức năng gan, thận, rồi ngay cả hệ miễn dịch của chúng ta cũng không khỏe mạnh khi mà chúng ta lại ăn uống phải cái nguồn nước mà không sạch sẽ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vâng, như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm cũng vừa chia sẻ, đó là cũng có rất là nhiều nguyên nhân gây ra cái việc ô nhiễm nguồn nước. Và trong cái tình trạng như thế thì vấn đề mà có rất là nhiều người dân quan tâm đó chính là chúng ta sử dụng thứ nhất là nước đun sôi để nguội hay là nước từ các bình lọc nước như thế nào mới gọi là hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe. Mời ông Hoàng Văn Đại có thể trả lời câu hỏi này được không ạ? Thực ra thì trên thực tế người dân thì đúng là thực sự là sử dụng rất nhiều nguồn nước, ví dụ như là có thể mua nước bình gọi là đóng sẵn này, hoặc là cũng có nhiều gia đình có điều kiện họ mua những cái chai nước chai đóng sẵn, hoặc là cũng nhiều gia đình mà đang hiện tại đang sử dụng nước mưa hoặc là cái nguồn nước máy trực tiếp. Thì nói chung là tùy thuộc vào cái điều kiện và cái nguồn nước khác nhau để quý vị có thể sử dụng cái phương pháp xử lý nước nó phù hợp. Ví dụ trong cái điều kiện mà cái nguồn nước mà cái nước máy mà khu vực đó nó đảm bảo thì hoàn toàn có thể là sử dụng bằng cách là đun sôi để mà vấn đề mà diệt cái xử lý cái vấn đề vi sinh thôi thì có thể là uống được. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà khách mà có ở khu vực mà nó bị ô nhiễm kim loại nặng hoặc là những hóa chất khác chẳng hạn thì có thể phải sử dụng đến phương pháp làm các cái thiết bị như máy lọc nước để mà sử dụng. Thì cái đó là nó sẽ phụ thuộc vào cái điều kiện nước của từng khu vực và cũng tùy vào từng gia đình khách hàng khác nhau để có thể lựa chọn cái phương pháp xử lý nó phù hợp. Thì cũng xin nói thêm rằng là cái việc mà đun sôi á, nó hoàn toàn nó chỉ xử lý về vấn đề vi sinh thôi. Còn về mặt mà kim loại nặng hay là những cái hóa chất á, thì hoàn toàn cái việc đun sôi nó không xử lý được. Đấy là một cái mình bổ sung thêm như vậy. Có thể thấy là trước đây khi mà môi trường của chúng ta nó trong sạch hơn thì cái việc uống nước đun sôi để nguội là cái việc vô cùng phổ biến đúng không ạ? Tuy nhiên thì có lẽ là trong tình hình hiện nay thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm như là nước đóng chai và các cái máy lọc nước ra đời có lẽ là cũng xuất phát từ cái việc ô nhiễm mà ra. Vâng, chúng ta quay trở lại với lại cái việc lợi ích của việc uống nước. Và hàng ngày thì chúng ta vẫn được khuyến cáo là mỗi người nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta nên uống nước như thế nào, nên uống nước vào thời gian nào để có thể đạt được cái hiệu quả tốt nhất thì xin Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm có thể phân tích cho khán giả được biết không ạ?
Vâng, thực tế thì chúng ta biết rằng mỗi cái nhóm tuổi sẽ có cái nhu cầu nước uống khác nhau. Ví dụ những các cái cháu bé mà 1-2 tuổi thì các cháu cần xung quanh khoảng 1 lít nước mỗi ngày, bao gồm cả một nước chúng ta pha sữa cho em bé hoặc em bé bú sữa mẹ đó. Thế còn những cái cháu lớn hơn thì các cháu cần khoảng 50 ml nước cho 1 kg cân nặng. Và như người trưởng thành thì chúng ta đúng là xung quanh khoảng 1 lít rưỡi 2 lít nước mỗi ngày. Nhưng mà ví dụ trong điều kiện mà chúng ta lao động nặng, ra nhiều mồ hôi, hay chúng ta đi dưới trời nắng, chúng ta cũng mất nước nhiều. Rồi các vận động viên thể thao thì chúng ta thấy là cũng mất rất là nhiều nước. Thì cái nhu cầu nước nó có thể tăng thêm khoảng 500 hoặc là 1.000 ml mỗi ngày nữa. Nhưng mà chúng ta chú ý rằng đấy là nhu cầu cho cái người khỏe mạnh bình thường. Thế thì ngoài ra thì ví dụ những người có vấn đề về như suy tim này, suy thận này, rồi một số bệnh khác, thì khi chúng ta uống nước chúng ta lại phải có cái sự tư vấn của bác sĩ. Chúng ta phải kiểm soát cái tổng lượng nước uống trong ngày. Thế thì với cách uống nước á, thì chúng ta nhớ rằng chúng ta nhiều khi khát quá các bạn có thể uống một cốc to, nhưng về dinh dưỡng thì chúng tôi khuyên là dù chúng ta khát thì chúng ta cũng uống từ từ thôi. Uống ví dụ uống một lúc một cái ngụm nhỏ khoảng xung quanh khoảng 20-30 ml nước thôi, sau đó thì chúng ta nghỉ một lúc sau chúng ta lại uống, chứ chúng ta đừng có uống rất là nhiều một lúc á, thì chúng ta thấy rằng như vậy thì nó không đã cơn khát và nó chưa dạ dày tiếp nhận cái thông tin nước đến và chưa báo lên não bộ, thì có khi chúng ta lại uống rất là nhiều mà cơ thể vẫn chưa biết rằng chúng ta đã đủ nước uống rồi. Thế rồi ngay cả người già nhiều khi là không có cảm giác khát như là cái người hồi trẻ. Thế thì cái người già là chúng ta cũng phải nhắc uống nước thường xuyên, không cảm giác khát thì các bác cũng không uống nước, tức là cơ thể cũng thiếu nước. Mà chúng ta biết rằng là thiếu nước thì cơ thể, các cái chuyển hóa trong cơ thể nó cũng không được diễn ra bình thường, bởi vì tất cả các phản ứng hóa học từ chuyển hóa các chất dinh dưỡng đến đào thải các chất độc cơ thể thì đều phải diễn ra ở môi trường có nước thì mới xảy ra được. Giống như con cá, chúng ta thấy rằng phải bơi ở trong môi trường nước, nếu chúng ta bắt lên cạn thì con cá nó cũng không sống được, đúng không ạ? Thì các tế bào của chúng ta cũng vậy. Ngoài ra thì người ta khuyên, ví dụ chúng ta uống nước, có thể uống một chút nước buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng mà về buổi tối thì chúng ta cũng đừng uống nước nhiều quá. Nhất là người có tuổi có khi uống nước nhiều thì đêm lại phải dậy đi giải, có khi lại mất ngủ. Và người ta cũng khuyên là ví dụ trước khi chúng ta tắm thì chúng ta cũng có thể uống cốc nước để mà nó giúp điều hòa cái nhiệt độ trong cơ thể, chúng ta tắm nó không bị cảm lạnh. Hay những người mà thừa cân béo phì thì có khi trước bữa ăn chúng ta lại làm cốc nước để chúng ta, cái dạ dày chúng ta cảm giác là no rồi thì chúng ta lại không có ăn nhiều, để chính cái nước nó cũng giúp kiểm soát cân nặng rất là tốt. Nhưng mà đối với các cháu bé thì trước khi ăn thì chúng ta đừng có cho cháu một cốc nước khoảng 200 ml, thì các cháu uống xong các cháu lại no bụng, các cháu lại bỏ bữa chính. Thì chúng ta thấy rằng tùy theo đối tượng và mục đích uống nước thì chúng ta phải có cái cách uống nước nó phù hợp. Vâng, và cũng có thể thấy là với trẻ em thì rất là hay có cái thói quen xấu, đó là vừa ăn vừa uống nước, đúng không đúng ạ? Rồi, vâng, và một cái câu chuyện vui thôi, đó là dạo gần đây thì Việt Hồng cũng có thấy những cái sản phẩm mà dành cho đặc biệt là dân văn phòng, đó là những cái bình nhắc uống nước. Bởi vì là dân văn phòng thì có khi là rất là lười uống nước, đúng không ạ? Nó sẽ chia ra các cái cột mốc và theo từng giờ. Thế nếu như mà chúng ta ví dụ như là quên uống qua cái mốc này, mà bây giờ nhìn đồng hồ là đến cái giờ uống nước rồi, mà chúng ta nạp một cái lượng nước vô cùng nhiều vào cơ thể trong cùng lúc mà lại không quá khát, thì nó có gây ra những cái phản ứng gì không ạ? Thực ra thì khi đó thì phản ứng cơ thể, tức là chúng ta thấy cái thận của người khỏe mạnh bình thường thì nó phản ứng cũng rất là nhanh. Khi chúng ta uống vào nhiều như thế thì thận phải làm việc rất là tích cực để lại thải bớt cái nước thừa ra ngoài. Thì tốt nhất là các bạn phải uống giải ra, đừng có uống một lúc nhiều quá. Mà thận chúng ta làm việc nhiều thì hồi trẻ thế, nhưng có những người có nguy cơ suy thận rồi thì thận làm việc nhiều cũng lại mệt mỏi, đúng không ạ? Dạ vâng, tốt nhất là chúng ta nên cân đối và làm thế nào để cho cái thời gian uống nước cũng như là lượng nước hấp thu vào nó hợp lý, đúng không ạ? Vâng, và như anh Đại cũng vừa có chia sẻ, đó là với những cái khu vực mà có cái nguồn nước sạch và đảm bảo thì chúng ta vẫn sử dụng được cái nước đun sôi, đúng không ạ? Vậy thì nước đun sôi làm thế nào để có thể đạt đủ cái điều kiện để bảo vệ tốt cho cái sức khỏe của chúng ta? Anh Đại có thể giải thích được không ạ? Thực ra thì như mình nói đó, là đun sôi nó chỉ xử lý về cái mặt gọi là vi sinh thôi, nó sẽ diệt được vi khuẩn, virus mà có trong cái nguồn nước. Thì thế còn mà
để mà quý vị mà biết được cái nguồn nước đó nó có đảm bảo hay không á, thì thực ra là phải mang cái mẫu nước đấy vào trong các cái phòng thí nghiệm để mà xét nghiệm xem là à trong đó nó có những cái đồng độ về kim loại nặng hay là những cái hóa chất độc hại trong đó thì mới đảm bảo là cái nước đun sôi nó thực sự là nó an toàn cho sức khỏe cho quý vị. Chứ còn từ trước đến nay thì các cụ cứ đun sôi, cứ nghĩ đun sôi đó là an toàn. Nhưng mà ngày nay thì cái việc đun sôi thì nó cũng thực sự nó cũng không an toàn nữa. Nó chỉ an toàn về mặt vi sinh thôi. Thế còn về mặt gọi là kim loại nặng và các cái hóa chất độc hại trong nước nó vẫn không loại bỏ được. Dạ vâng. Và chính vì thế nên là những cái công nghệ lọc nước tiên tiến mới ra đời đúng không ạ? Vậy thì anh Đại có thể phân tích rõ hơn về những cái công nghệ lọc nước hiện nay chúng ta đang áp dụng cũng như là cái sự khác nhau của những cái công nghệ đó được không ạ? Dạ. Thì Đại cũng đã làm việc trong cái lĩnh vực xử lý nước này cũng được gần 10 năm á. Thì cũng nghiên cứu rất là kỹ về các cái công nghệ xử lý nước, nhất là trong lĩnh vực nước ăn uống. Thì hiện tại trên thị trường phổ biến nhất đó là cái công nghệ gọi là lọc nước RO. Nó có nghĩa là gọi là thẩm thấu ngược á. Đó, thì đấy là công nghệ mà đang phổ biến nhất, nó chiếm đến khoảng 90-95% của thị trường máy lọc nước hiện tại. Còn cái công nghệ thứ hai cũng ít phổ biến hơn, đó là công nghệ về nano. Và công nghệ thứ ba nữa là công nghệ UF. Thì trước kia nữa thì nó có những cái bộ lọc như là lọc gốm đó. Còn các cụ ở quê thì có thể là lọc rất đơn giản hơn, là có thể là dùng cát sỏi là lọc cho nước sinh hoạt thôi, thì nó lại khác nữa. Thì các anh chị biết là cái lọc RO, công nghệ lọc RO là cái công nghệ lọc mà nó có kích thước lỗ lọc nó chỉ có khoảng 0,1 nanomet, tức là nó rất nhỏ và nó chỉ cho mỗi cái nước chui qua thôi. Tất cả những cái thành phần mà kim loại nặng có hại cho sức khỏe cũng như là các cái thành phần gọi là hòa tan trong nước nó đều bị loại bỏ, và nước đầu ra của cái công nghệ lọc RO là cái nước đầu ra là nước tinh khiết. Và hiện tại trên thị trường máy lọc nước thì cũng có rất nhiều hãng máy lọc nước mà cũng chủ yếu là dùng công nghệ RO, đó là công nghệ thẩm thấu ngược ạ. Ví dụ như là các cái hãng ở nước ngoài, ví dụ như A.O. Smith của Mỹ, hay là Coway của Hàn Quốc, hay là CleanSway của Nhật. Thế thì trong nước thì có Kangaroo hay là Carofree hay là Sunhow, đấy là những cái hãng máy lọc nước ở Việt Nam rất là phổ biến. Và hiện tại thì cũng rất nhiều gia đình đã trang bị những cái máy lọc nước để mà đảm bảo cái sức khỏe cho gia đình và cho cái việc mà ăn uống nấu nướng trong gia đình hàng ngày. Và chúng ta quay trở lại với lại vai trò của những cái khoáng chất ở trong nước. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm có thể chia sẻ rõ hơn là những cái khoáng chất ở trong nước là gồm những khoáng chất gì và nó có cái vai trò quan trọng như thế nào được không ạ? Thực ra thì chúng ta biết rằng với những cái nước uống mà chúng ta thấy giống như là chúng ta phải khai thác từ những cái nguồn nước khoáng thiên nhiên gọi là sạch và nó mới giữ giống như gọi là nước sống đấy, nó giữ được các khoáng chất hoặc các cái phương pháp lọc mà phải giữ được các cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe thì chúng ta mới tính đến. Thế còn ví dụ như là các cái khoáng chất như là lọc mà lại các cái khoáng chất nó lại bị giữ lại thì nó lại mất các cái khoáng chất có ích cho cơ thể. Ví dụ chúng ta kể đến như là thường các khoáng chất chúng ta thấy rằng ví dụ như canxi thì nó cũng có nhiều trong một số cái nguồn nước khoáng. Và thực tế thì chúng ta cũng cần cơ thể, ví dụ người trưởng thành chúng ta cũng cần 800mg canxi mỗi ngày, không kể phụ nữ mang thai cho con bú thì cần đến 2.300mg canxi mỗi ngày. Thế thì nếu trong cái nước gọi là nước sống đó nó có cái khoáng chất canxi đấy thì rất là tốt, bởi vì khi chúng ta uống nước bằng con đường rất là tự nhiên và hàng ngày chúng ta phải uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày thì cũng lại mang vào cơ thể một cái lượng khoáng chất rất là quý. Và cũng có những cái nguồn nước khoáng mà chúng ta thấy với sử dụng cái nguồn nước khoáng người ta gọi là nước khoáng cứng đó, ở đấy có nhiều canxi magie, thì người ta còn thấy ví dụ như là cái bệnh về tim mạch người ta thấy giảm đi, ví dụ như tăng huyết áp hay các cái vấn đề tim mạch khác thì giảm đáng kể cái khu vực mà nước giàu canxi và magie. Thế thì còn cái khoáng chất thứ hai mà chúng tôi cũng thấy rất quý cho sức khỏe đấy là magie. Thì magie ví dụ người trưởng thành chúng ta cũng cần xung quanh khoảng 400mg magie mỗi ngày. Thế và khi chúng ta uống nước lại mang thêm magie vào thì rất là quý. Bình thường magie cũng có trong chế độ ăn, trong rau xanh, quả chín. Nhưng mà một số cái nghiên cứu thì thấy rằng ví dụ như là trong cái rau quả nó bị do cái canh tác ngắn ngày ấy,
với tiến bộ khoa học kỹ thuật canh tác ngắn ngày, trước kia là 6 tháng mới được thu hoạch, bây giờ có khi 2-3 tháng chúng ta đã thu hoạch, thì các cái khoáng chất nó giảm đi rất là nhiều. Và chúng ta sử dụng thêm cái nguồn nước uống có canxi, magie thì rất là quý. Ngoài ra thì tôi thấy rằng ví dụ như là sắt, chúng ta thấy trong các nước khoáng cũng có một lượng sắt, nhưng mà nó không phải cao, nhưng nó có ít thôi. Nếu nhiều quá thì cái nước làm cho cái nước đấy lại có màu, biến nó màu đi thì chúng ta cũng không thích. Nhưng mà có ít thì lại rất tốt, là chúng ta sử dụng cái nước đấy thì nó cũng bổ sung thêm cái lượng sắt cho cơ thể. Mà vấn đề thiếu máu, thiếu sắt Việt Nam cũng đang là vấn đề đáng quan tâm. Thì những cái vùng mà sử dụng cái nguồn nước khoáng mà lại có sắt thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ thiếu máu, thiếu sắt nó cũng giảm đi. Không kể như là có những nguồn nước khoáng rất quý, có cả là nhất là từ nước khoáng từ biển chẳng hạn, thì nó thấm vào trong các cái mỏ nước khoáng thì chúng ta thấy nó có cả magie rồi selen ở một cái mức độ nhất định thì rất là tốt cho sức khỏe. Rồi kali cũng cần cho sức khỏe tim mạch, nó cũng có trong các cái nước khoáng rất là quý ấy. Vâng, có thể thấy là trong nước thì chứa rất là nhiều những cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe con người, đúng không ạ? Vậy thì quay ngược trở lại, nếu như chúng ta thiếu, cơ thể chúng ta thiếu đi những cái khoáng chất đó thì sẽ phải đối mặt với những nguy cơ như thế nào ạ? Thế thì tùy theo cái loại khoáng chất mà ta lại có các cái dấu hiệu gọi là lâm sàng khác nhau. Ví dụ tôi cứ nói ví dụ như là canxi, khi mà chúng ta thiếu thì cũng thành vấn đề rất đáng quan tâm. Và hiện nay theo các cái nghiên cứu tổng điều tra dinh dưỡng toàn quốc của Viện Dinh dưỡng á, mà chúng tôi phải 5-10 năm mới làm được một lần vì nó rất là tốn kém á, thì cái khẩu phần canxi hiện nay của người Việt Nam mới đáp ứng được 50% nhu cầu khuyến nghị, tức là chúng ta còn thiếu rất là nhiều. Thế thì thiếu, chúng ta thiếu canxi trẻ em thì thường các bạn hay nghe ra vấn đề là còi xương trẻ em, đúng không ạ? Các cháu có thể là chậm mọc răng, chậm biết đi, rồi da mồ hôi trộm về đêm, ngủ không ngon giấc, thì rồi cái hệ xương phát triển cũng tốt, các cháu có thể xương nó bị cong, thì chúng ta thấy là còi xương có thể cấp hoặc mãn và kết hợp của thiếu canxi và vitamin D thường chúng ta gặp. Thế còn người trưởng thành có thiếu canxi cũng thiếu nhiều, và chúng ta thấy ở người trưởng thành thiếu canxi thì gọi là giảm mật độ khoáng chất canxi trong xương, rồi để đến khi mà kéo dài thì chúng ta thấy bị cái bệnh loãng xương, tức cái xương khoáng chất nó rất ít canxi rồi magie rất ít trong xương, và có khi chúng ta chỉ ngã nhẹ thì chúng ta cũng gãy xương, mà người ta gọi là cái gãy xương không do chấn thương. Thế còn thiếu magie thì chúng ta thấy rằng nó cũng làm cho chúng ta ngủ không ngon giấc. Magie khi mà bổ sung thì chúng ta thấy những cái người thiếu bổ sung thì cái giấc ngủ nó cũng êm dịu hơn. Và đặc biệt thiếu magie thì gần đây người ta nghiên cứu là liên quan đến sức khỏe tim mạch, và có những tỷ lệ đột quỵ gia tăng ở những cái người mà khẩu phần ăn thiếu magie. Hay vấn đề thiếu kẽm thì chúng ta thấy thiếu kẽm thì cái khả năng miễn dịch của cơ thể nó cũng giảm, rồi các em bé thì biếng ăn, rối loạn giấc ngủ, rồi các cháu chậm phát triển chiều cao. Ngay cả bà mẹ mang thai mà bị thiếu kẽm thì thai nhi cũng bị chậm phát triển cái chiều dài, thì sau này các cháu ảnh hưởng đến cái chiều cao tầm vóc của các cháu. Rồi đặc biệt chúng ta thấy thiếu máu, thiếu sắt thì là vấn đề mà ví dụ sắt tham gia tạo hồng cầu, thì da xanh, khi thiếu thì da xanh, niêm mạc nhợt. Rồi thiếu nặng nữa thì chúng ta thấy có thể suy tim do thiếu máu, và nó gây ra có thể các cái tai biến như trẻ em thì ảnh hưởng đến phát triển về thể lực, về trí tuệ các cháu. Như ví dụ như phụ nữ mang thai thiếu máu, thiếu sắt thì có khi lại là một nguyên nhân gây tử vong ở bà mẹ sau sinh, có thể đóng góp đến 30% nguyên nhân tử vong ở bà mẹ sau sinh do mà thiếu máu, thiếu sắt ạ. Dạ vâng, có thể thấy là bất cứ một cái sự thiếu hụt nào cũng gây ra những cái ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe, đúng không ạ? Tuy nhiên thì có lẽ là dư thừa cũng không tốt, đúng không ạ? Nếu như chúng ta bị dư thừa cái lượng khoáng chất đó thì có dẫn đến ngộ độc khoáng chất không ạ, thưa giáo sư Lâm? Thực ra thì chúng ta có một cái nhu cầu khuyến nghị hàng ngày, tức là chúng ta ăn uống để đưa cái khoáng chất vào. Thường là cơ thể không tạo được các khoáng chất mà chúng ta phải đưa bằng con đường ăn hoặc thức uống để chúng ta đưa khoáng chất vào cơ thể, là những cái chất mà rất cần cho cơ thể. Thế thì chúng ta có một cái nhu cầu khuyến nghị, nhưng khi mà tổng lượng mà vượt quá 5 lần nhu cầu khuyến nghị thì chúng ta mới có nguy cơ thừa. Thế còn bằng con đường ăn và uống thì hầu như là không có nguy cơ thừa, mà chúng ta chỉ thừa những cái đối tượng ví dụ dùng cái dạng bổ sung các cái
chế phẩm các cái viên mà đều rất cao, có thể là viên 500mg canxi một ngày hay hàng nghìn mg canxi một ngày, và chúng ta lại uống kéo dài trong thời gian dài thì nó có thể gây thừa. Thì thừa nó cũng không phải là ngộ độc, mà ví dụ những cái người mà chức năng thận kém khi mà chúng ta lại dùng quá thừa thì nó có thể gây lắng cặn ở trong thận, nó có thể tạo sỏi thận khi mà chúng ta thừa. Nhưng mà bằng con đường ăn uống thì không có thừa, chỉ trừ trường hợp chúng ta uống ở các cái chế phẩm bổ sung ấy, các dạng viên bổ sung ấy, thì chúng ta mới có nguy cơ bị thừa. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của hai chuyên gia. Và sau đây thì Việt Hồng xin phép được mang đến quý vị câu hỏi tương tác đầu tiên. Chúng tôi mang đến câu hỏi tương tác số 1: lượng nước thực tế một người cần uống trong ngày còn phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây? A là cường độ vận động, B là khí hậu môi trường, C là cường độ vận động, môi trường và khí hậu. Và quý vị hãy nhanh tay comment câu trả lời của mình xuống dưới livestream này để có thể có cơ hội nhận được phần quà từ nhà tài trợ nhé. Còn sau đây là một ít phút quảng cáo. Từng giọt nước đi qua công nghệ lọc RO SideStream của A.O. Smith với hiệu suất vượt trội, đáp ứng những tiêu chí khắt khe nhất về nước tinh khiết. Hãy cho con bạn từng giọt nước tinh khiết với máy lọc nước A.O. Smith. Quay trở lại với chương trình, thì vừa nãy thì chúng ta cũng đã nghe được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm cũng như là ông Hoàng Văn Đại chia sẻ về những cái lợi ích của khoáng chất có trong nước. Tuy nhiên thì chúng ta lại đặt ra câu hỏi đó là có phải là khoáng chất nào cũng tốt hay không? Bởi vì là khi đứng trước hàng loạt các cái sản phẩm được quảng cáo với các thành phần khoáng chất đầy hứa hẹn và cần cân nhắc điều gì trước khi lựa chọn? Tôi nghe nói là khoáng chất hữu cơ hay là vô cơ, thì xin Phó Giáo sư Lâm có thể chia sẻ trước được không ạ? Vâng, thực ra thì chúng ta thấy thường các cái khoáng chất mà trong các cái nguồn nước thì nó là khoáng chất gọi là hữu cơ, thì nó cái khả năng nó hấp thu được tốt hơn. Thế còn thường những cái khoáng chất mà chúng ta bổ sung dạng dược phẩm hay dạng công nghiệp ấy, thường nó lại là khoáng chất vô cơ, thì thường nó khó hấp thu, tỷ lệ hấp thu nó rất là thấp thôi, có khi chỉ 5%, nhưng nếu mà cái nguồn hữu cơ thì nó hấp thu có thể 20-30%. Dạ vâng. Vậy thì anh Hoàng Văn Đại có thể chia sẻ thêm về cái việc là chúng ta cần lưu ý lựa chọn những cái sản phẩm như thế nào được không ạ? Thì như quý vị biết thì cái máy lọc nước hiện nay chủ yếu là dùng cái công nghệ RO ấy. Tức là công nghệ mà cái nước sau cái lõi RO là nước tinh khiết, tức là đã loại bỏ hoàn toàn các cái khoáng chất cũng như là các cái chất độc hại ở trong nước rồi. Do vậy mà cái việc mà rất nhiều nhà sản xuất thì cũng nắm bắt được tâm lý của khách hàng, đó là ồ, cần nước nó phải cần có khoáng chất. Do vậy mà các hãng là sẽ phải sản xuất những cái lõi mà lắp đằng sau cái lõi RO để mà bù khoáng vào. Thì thực ra cái việc đó là cái việc cũng không có gì là phải bàn, nhưng mà cái đáng bàn ở đây đó là cái khoáng chất đó mà bổ sung vào thì có an toàn hay không? Nó có an toàn cho người sử dụng hay không thôi. Đó, thì nếu mà trong trường hợp mà nhà sản xuất mà đảm bảo cái việc mà khoáng nó an toàn thì nó cũng là một phần nào đó, nó cũng là tốt cho sức khỏe. Do vậy mà khi khách hàng mà lựa chọn cái sản phẩm máy lọc nước ấy, thì khách hàng cũng cần lưu ý là cái thương hiệu, và thứ hai nữa là những cái đó có được đảm bảo về cái mặt an toàn cho sức khỏe hay không. Đó, thì đấy là những cái mà khách hàng cần lưu ý khi mà lựa chọn sản phẩm máy lọc nước là như vậy. Dạ vâng, ở đầu chương trình thì Việt Hồng có chia sẻ một cái thông tin đó là rất là nhiều những gia đình Việt cũng chưa quan tâm lắm đến cái việc là bổ sung khoáng chất trong các bữa ăn. Tuy nhiên thì cũng biết là nước uống là một cái nguồn cung cấp khoáng chất cần thiết. Nhưng theo thống kê thì đa số là khách hàng của chúng ta cũng thực sự là chưa để ý đến cái việc lựa chọn nước uống, đúng không ạ? Vậy thì giáo sư Lâm có thể chia sẻ rõ hơn về cái việc là nước uống được xem là lý tưởng nếu có thể cung cấp được 20% lượng canxi và magie cơ thể cần mỗi ngày được không ạ? Vâng, thực ra thì cái điều kiện chúng ta thấy rằng hiện nay thì điều kiện kinh tế Việt Nam cũng phát triển đấy, nhưng mà cái thói quen người Việt Nam thì chúng ta cũng vẫn hay dùng nước máy hoặc nước mưa đun sôi rồi chúng ta sử dụng. Nhưng mà thực ra cái nước này thì đúng là chỉ an toàn về cái mặt vi sinh thôi, thế còn không mang lại cái lượng khoáng chất mình mong muốn cho cơ thể, nó như là canxi hay magie. Thế có điều kiện thì chúng ta phải dùng các cái loại mà khoáng thiên nhiên, nước uống khoáng thiên nhiên nó giàu khoáng chất, gọi là giống như nước sống, nó mang lại cho cơ thể các cái khoáng chất. Hoặc chúng ta phải chọn lựa những cái máy lọc mà người ta có bổ sung
cái nõi lọc mà có cái khoáng chất, nhất là các cái khoáng chất mà được từ vùng biển, những cái khoáng từ biển nó sẽ mang lại những cái khoáng chất từ biển, là những cái khoáng chất cũng rất là dễ hấp thu và rất là tự nhiên á, và cái nồng độ nó không cao á, thì tôi nghĩ rằng có điều kiện để chúng ta dùng các cái máy lọc nước rồi các cái loại nước khoáng có khoáng chất như canxi, magie là rất là quý á, là tốt cho sức khỏe hơn chưa? Dạ vâng. Vậy thì nước lọc mà có bổ sung thêm khoáng chất thì nó có hỗ trợ gì cho cái vấn đề là tăng cường sức khỏe cũng như là khoáng chất cho cơ thể không ạ? Vâng, khi mà nước lọc mà có bổ sung cái nguồn khoáng như anh Đại nói thì nó đã, nhà sản xuất có cái gọi cái nõi lọc để cung cấp thêm các cái khoáng chất, thì tôi thấy về mặt dinh dưỡng thì rất là quý, rất là ủng hộ những cái sản phẩm này, bởi vì khi có cái khoáng chất đấy thì chúng ta thấy, ví dụ chúng ta uống mỗi ngày được thêm hơn 100mg canxi nữa rất là quý, và cái lượng canxi mà ví dụ được khoảng 160 hoặc dưới 200mg một ngày do chúng ta uống nước thì nó cũng tương đương mấy lượng canxi mà chúng ta uống một cốc sữa. Như vậy rất là quý rồi, đã bứng khoảng 20% lượng canxi cho cái nhu cầu canxi cho cơ thể, hay magie cũng vậy. Thì chúng ta thấy nó cũng giúp cho tăng cường sức khỏe của xương, của răng cũng rất là tốt ạ. Dạ vâng. Như là hai chuyên gia cũng vừa chia sẻ đó là ngày nay thì cuộc sống cũng phát triển hơn, và nhiều gia đình có điều kiện kinh tế thì cũng đã lựa chọn những cái hãng máy lọc nước để có thể dùng. Tuy nhiên thì chúng ta cần có những cái lưu ý nào trong việc lựa chọn các cái sản phẩm máy lọc nước ạ, thưa anh Đại? Như tiến sĩ Lâm có phân tích thì cái nguồn nước của mình nó bị ô nhiễm các cái kim loại nặng cũng như vi sinh và những cái các chất độc hại khác. Thì như các anh chị biết là cái công nghệ RO ấy, trước kia thì nó là, tức là cái ưu điểm của nó là nó loại bỏ được tất cả những cái độc hại trong nước, nhưng cái nhược điểm của nó thì nó lại loại bỏ luôn cả khoáng chất. Do vậy mà hiện tại thì các nhà nghiên cứu ấy, thì người ta cũng đang tìm ra một cái phương án, đó là làm sao mà giữ được cái khoáng tự nhiên ở trong nước mà vẫn loại bỏ được các cái kim loại nặng cũng như là các cái chất có hại ở trong nước. Thì đấy là một cái vấn đề mà nó sẽ giải quyết được cái vấn đề cốt lõi của cái vấn đề, bởi vì là không phải khách hàng nào cũng có điều kiện để mà mua cái nước khoáng mà được gọi là khai thác ở những cái khu vực mà nó an toàn, nước khoáng tự nhiên, hay là có điều kiện để mua nước đóng chai, nước khoáng đóng chai các cái thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Do vậy mà cái mà khách hàng quan tâm đó là có thể là sẽ chọn máy lọc nước có bổ sung lõi, nhưng mà cái lõi đó nó nhà cung cấp phải đảm bảo về an toàn cho cái khoáng chất khi mà bổ sung vào. Có lựa chọn thứ hai đó là dùng công nghệ mà loại bỏ những cái thành phần độc hại trong nước hay là các kim loại nặng trong nước nhưng mà vẫn giữ được khoáng ở trong nước, thì cái đó là cái mà tôi nghĩ khách hàng cần phải quan tâm. Dạ vâng, hy vọng là với những cái chia sẻ mà hai chuyên gia cũng vừa cung cấp cho quý vị thì quý vị cũng biết cách hơn để có thể thứ nhất là biết được cách để dung nạp những cái khoáng chất có lợi cho cơ thể, thứ hai là biết cách làm thế nào để có thể lựa chọn được những cái sản phẩm máy lọc nước thật sự là uy tín và chất lượng. Và sau đây thì Việt Hồng xin phép được công bố đáp án của câu hỏi tương tác đầu tiên. Chúng tôi hỏi lượng nước thực tế một người cần uống trong ngày còn phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây? A là cường độ vận động, B là khí hậu môi trường, C là cường độ vận động và môi trường khí hậu. Và đáp án đúng của chúng tôi là đáp án C, cường độ vận động, môi trường và khí hậu. Và xin được chúc mừng khán giả Đỗ Thị Hằng đã may mắn trả lời đúng và nhận được phần quà của chúng tôi. Và tiếp tục với câu hỏi tương tác số 2. Máy lọc nước A.O. Smith có những ưu điểm gì? A là công nghệ RO Sidestream được cấp bản quyền sáng chế. B là tỷ lệ nước thu hồi cao, tỷ lệ nước tinh khiết và nước thải lên tới 21. C là tuổi thọ màng lọc cao, công suất lọc cao. Và đây là tất cả các đáp án trên. Và sau đây mời quý vị cùng giải lao trong một ít phút quảng cáo. Từng giọt nước đi qua công nghệ lọc RO Sidestream của A.O. Smith với hiệu suất vượt trội đáp ứng những tiêu chí khắt khe nhất về nước tinh khiết. Hãy cho con bạn từng giọt nước tinh khiết với máy lọc nước A.O. Smith. Từng giọt nước đi qua công nghệ lọc RO Sidestream của A.O. Smith với hiệu suất vượt trội đáp ứng những tiêu chí khắt khe nhất về nước tinh khiết. Hãy cho con bạn từng giọt nước tinh khiết với máy lọc nước A.O. Smith. Và quay trở
trở lại với chương trình thì bây giờ chúng tôi cũng nhận được khá là nhiều những câu hỏi quý vị khán giả gửi đến và chúng tôi sẽ chuyển đến các chuyên gia để có thể giải đáp cho quý vị. Câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Quân Phạm tại quận Bình Thạnh. Từ đầu chương trình đến giờ lắng nghe chuyên gia chia sẻ rất nhiều về việc lựa chọn nguồn nước cho cơ thể khi vận động chơi thể thao gây mồ hôi liên tục. Tình trạng này có thể làm mất nước và một số khoáng chất cần thiết cho sự vận động bền bỉ. Xin chuyên gia có thể lý giải rõ thêm và nên bổ sung như thế nào cho hợp lý ạ? Câu hỏi này xin được gửi đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ. Vâng, chúng ta biết rằng khi mà vận động thì cơ thể cũng mất nhiều nước và một số cái khoáng chất cũng mất theo. Ví dụ như là natri, canxi, cũng có, magie cũng có thể mất theo con đường nước tiểu rồi mồ hôi. Thế thì khi mà chúng ta ngừng vận động thì chúng ta cũng nên bù nước. Mà nhất là những cái nước mà có các cái khoáng chất kèm theo thì rất là tốt. Và cũng khuyên các bạn là chúng ta cũng uống từ từ thôi. Đừng có uống nhiều một lúc thì cơ thể nó cũng không dung nạp ào ào một lúc được. Mà chúng ta cũng phải uống từng ngụm nhỏ rồi từ từ chúng ta nghỉ một lúc rồi chúng ta lại uống ạ. Vâng ạ, rất là cảm ơn Phó Giáo sư Lâm. Khán giả Lê Bảo ở Đông Anh xin được hỏi ông Hoàng Văn Đại. Tôi nghe nói với một hệ thống màng lọc quá sạch, máy lọc nước không chỉ lọc hết vi khuẩn, độc tố mà còn có thể lọc đi một số vi lượng và khoáng chất cần thiết có trong nước. Điều này có đúng hay không ạ? Câu hỏi của bạn khán giả rất là hay ạ, bởi vì bạn cũng cũng tìm hiểu kỹ về công nghệ lọc á. Thì như mình cũng giới thiệu từ đầu chương trình là cái công nghệ lọc RO là công nghệ đúng là nó sẽ loại bỏ hết các cái kim loại nặng có hại cho sức khỏe cũng như là các cái thành phần độc hại, kèm theo đó là những cái khoáng chất có trong nước. Thì do vậy mà cái này là cái mà rất nhiều các cái nhà sản xuất đang rất là đau đầu cho cái việc mà làm sao mà giữ được khoáng chất ở trong nước mà vẫn loại bỏ được những cái thành phần kim loại nặng trong nước và các cái thành phần mà gây hại cho sức khỏe. Thì hiện tại thì bên A.O. Smith cũng có ra đời một cái công nghệ về công nghệ lọc mineral RO, và cái việc mà với công nghệ mới ra đời đó, hiện tại thì có thể giữ được cái khoáng chất và cũng như là loại bỏ những cái kim loại nặng cũng như là những cái thành phần có hại cho sức khỏe trong nước. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Đại. Khán giả tiếp theo xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm. Tôi thường uống nước đun sôi để nguội. Xin Phó Giáo sư Lâm có thể chia sẻ cách để bảo quản nước đun sôi được không ạ? Nước đun sôi để nguội để gia đình uống đúng không ạ? Thì thường thì chúng ta cũng không nên để có lưu cữu lâu, bởi vì khi chúng ta để như vậy thì các cái vi sinh nấm mốc nó vẫn có thể thâm nhập được. Thì thường ví dụ các bạn đun sôi để nguội thì các bạn dùng chỉ trong dưới 2 ngày thôi các bạn. Sau đó các bạn lại phải thay, các bạn lại đổ cái phần đi, chúng ta lại dùng cái nước mới. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng cái nước đun sôi để nguội của các bạn thì nó chỉ sạch về mặt vi sinh thôi. Các người ta uống nhưng mà nó lại không có lợi là không cung cấp các cái khoáng chất vào trong nước. Ví dụ khi chúng ta đun, các bạn để ý nhiều khi cái ấm của các bạn nó nắng cạn, trắng ở dưới đáy ấm đấy, đấy là bao nhiêu cái canxi nó bị lắng cạn hết rồi mà trong cái nước uống mình lại có không đáng kể nữa. Thế thì chúng ta không được cung cấp các cái khoáng có lợi mà nó chỉ là không có các cái vi khuẩn gây bệnh đấy. Dạ vâng, vậy cái việc mà chúng ta cứ đun đi đun lại một cái lượng nước thì nó có hại cho sức khỏe không ạ? Vâng, đun đi đun lại một cái lượng nước thì chúng ta thấy rằng có bao nhiêu khoáng chất nó cũng bị nắng cạn hết và chúng ta cũng chỉ diệt được các cái vi sinh gây bệnh hoặc một số virus hay là các cái ký sinh trùng nó có trong nước. Dạ vâng. Khán giả tiếp theo, khán giả Lê Hương xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm. Thưa chuyên gia, có phải uống nhiều nước sẽ giúp giảm cân không? Vậy một ngày tôi có thể uống nước thay cơm được không? Nhờ bác sĩ có thể tư vấn ạ. Thực ra thì uống nước chúng ta vẫn, dù chúng ta muốn giảm cân thì cái nhu cầu nước của bạn cũng xung quanh khoảng 2 lít nước mỗi ngày. Nhưng mà nước không thể là thay thực phẩm được, bởi vì trong nước là không cung cấp năng lượng. Nước chỉ tạo cái môi trường cho các cái chuyển hóa của tế bào trong cơ thể nó xảy ra bình thường thôi. Thế còn nước cũng giúp bạn giảm cân, là ví dụ trước khi vào bữa ăn thì bạn cũng ra trước khoảng 30 phút để bạn uống hết cốc nước. Dần dần như vậy thì khi vào bữa ăn bạn cảm giác no bụng rồi thì chúng ta giảm được cái cảm giác thèm ăn. Lúc đấy đáng nhẽ ví dụ bạn ăn 2 lần sới thì cơm thì bạn chỉ ăn 1 lần sới thôi, còn lại mình vẫn phải ăn thịt, ăn cá, ăn đậu phụ, ăn rau xanh, quả chín, chúng ta vẫn được phép ăn. Thế rồi giữa các cái bữa chính thì các bạn cũng vẫn có thể uống sữa, nhưng mà chúng ta chọn cái sữa tách béo rồi sữa không có đường, để mục đích là gì ạ? Cung cấp chất đạm chuẩn và canxi rồi các cái khoáng chất có trong sữa. Tức là chúng ta thấy
Nước thì hỗ trợ các bạn khi các bạn muốn giảm cân nhưng không thay thế được bữa ăn trong ngày ạ. Dạ vâng, một cái lưu ý vô cùng quan trọng cho đặc biệt là các chị em đang muốn giảm cân, đó là chúng ta không thể thay nước để có thể giảm cân được, đúng không ạ? Và sau đây thì Việt Hồng xin phép được công bố đáp án của câu hỏi tương tác số 2. Máy lọc nước A.O. Smith có những ưu điểm gì? A là công nghệ RO Sidestream được cấp bản quyền sáng chế, B là tỷ lệ nước thu hồi cao, C là tuổi thọ màng lọc cao, công suất lọc cao, và D là tất cả các đáp án trên. Và đáp án đúng của chúng tôi là đáp án D, tất cả các đáp án trên. Và xin được chúc mừng khán giả có Facebook là Nguyệt Bùi đã trả lời đúng và nhận được phần quà từ chương trình. Và tiếp tục với câu hỏi đến từ các khán giả của chương trình. Khán giả Nguyễn Tuấn Mạnh xin được hỏi ông Hoàng Văn Đại, nhà tôi sử dụng nước giếng khoan thì có dùng được máy lọc nước không ạ? Cảm ơn câu hỏi của quý vị. Thì như quý vị biết là nước giếng khoan á, thì cũng từng khu vực nó sẽ có cái gây ô nhiễm khác nhau. Có thể là những cái khu vực mà bị nhiễm sắt chẳng hạn thì cái mùi của nước nó rất là tanh, hoặc là cái màu nó bị vàng, hay là những cái khu vực mà bị nhiễm mangan, hay là những cái ô nhiễm khác, hay là có những khu vực mà bị nhiễm đá vôi nặng chẳng hạn, thì có thể là sẽ đun lên thì ấm, cái ấm nó sẽ một cái mảng rất là nó bám cặn rất là lớn, ví dụ như vậy. Thì để mà sử dụng máy lọc nước á, thì quý vị nên là có cái việc mà xử lý trước, bằng ví dụ như là ở các cái vùng nông thôn thì mình có thể là cho lọc qua cái lớp gọi là cát rồi sỏi rồi than hoạt tính. Đó, đấy là những cái lọc cơ bản nhất để mà loại bỏ những cái thành phần mà ở cái nước ngầm ấy lên, có thể là loại bỏ cả sắt nữa, rồi loại bỏ những cái phù sa để làm sao mà cái máy lọc nước của mình nó sử dụng được lâu bền hơn. Thì cái đó là cái mà quý vị cần lưu tâm, bởi vì là nếu mà mình mà lọc trực tiếp với cái nước giếng khoan đó, thì là cũng lọc được, nhưng mà cái tuổi thọ của lõi lọc nó sẽ giảm rất là nhanh, bởi vì là cái lõi lọc thì nó rất là bé và nó không thể chứa được cái lượng lớn có thể là phù sa rồi đất cát ở trong nước giếng khoan đó. Dạ vâng. Và tiếp tục là một câu hỏi liên quan đến máy lọc nước từ khán giả Trần Thu Hà, Hà Nội, đó là máy lọc nước gia đình thì có thể tự vệ sinh được không, và xin chuyên gia có thể hướng dẫn cách làm sạch cơ bản ạ. Thực ra thì đối với máy lọc nước thì cái thành phần quan trọng nhất là những cái lõi lọc ở trong đó, thì thực ra cũng không khuyên quý vị là vệ sinh đâu, bởi vì thực ra là những cái lõi đấy cần phải thay định kỳ. Thế còn mà vệ sinh thì bởi vì là những cái lỗ lọc của lõi nó rất là nhỏ, thì có thể là một thời gian dài nó sẽ bịt kín lại, và mình vệ sinh thì nó cũng chỉ dùng một thời gian rất là ngắn, mà nó cũng có những cái lõi mà lõi đúc sẵn đó, thì cũng không thể vệ sinh được, tức là cũng nó đã đúc rồi thì không thể làm thế nào mà vệ sinh được. Do vậy mà khi mà khách hàng sử dụng máy lọc nước thì có thể là lựa chọn những cái máy lọc nước mà nó có những cái cảnh báo thay thế lõi lọc, thì cứ đến định kỳ thì nó sẽ cảnh báo cho quý vị là cái lõi nào sẽ cần phải thay thế, thì có thể gọi lên hãng để thay thế, thì nó rất là tiện lợi cho khách hàng. Và trong quá trình thay thế thì các bạn kỹ thuật viên có thể là vệ sinh máy rồi kiểm tra chất lượng nước cũng như là kiểm tra các cái điều kiện khác, thì nó sẽ tốt hơn cho khách hàng. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Đại. Khán giả Nguyễn Hoàng Yến ở Tây Hồ, Hà Nội xin được hỏi phó giáo sư Lâm. Nhà tôi vẫn dùng nước đun sôi để nguội, nhưng tôi nghe nói là nước đun sôi để nguội qua đêm thì rất có hại cho sức khỏe. Và cụ thể là có hại như thế nào? Và nước để nguội thì nên uống được trong bao lâu ạ? Thực ra thì bạn mới để hôm trước hôm sau mà chúng ta đậy kín thì nó cũng không đến nỗi có hại cho cơ thể. Chỉ có điều là chúng ta chỉ thấy rằng khi chúng ta nước đun sôi để nguội rồi các bạn dùng thì nó chỉ diệt được các cái vi sinh vật gây bệnh thôi, thế còn bạn không được cung cấp các cái khoáng chất. Thế thì theo tôi là nước đun sôi để nguội các bạn trong các bình kín, mình đậy kín thì vẫn dùng trong vòng 2 ngày vẫn được. Thì các bạn đến sang ngày thứ 3 thì các bạn lại rửa thay đi, và chúng ta thay cái nước mới lại để nguội vào chúng ta dùng, chứ cũng không nhất thiết là mới qua đêm mà nó đã gây hại được. Vâng ạ. Khán giả Trần Hiền ở Hà Đông xin được hỏi phó giáo sư Lâm. Khi tập thể dục tôi thường thấy rất khát nước, nhưng mang theo chai nước thì bất tiện. Xin hỏi phó giáo sư là uống nước trước khi tập thể dục hay là uống sau khi tập thì sẽ tốt hơn ạ? Cái điều này thì nó cũng tùy theo thói quen của người, nhưng ví dụ trước khi đi tập thì chúng ta sợ khát nước thì chúng ta cũng uống gọi là uống vừa phải thôi. Ví dụ các bạn có thể uống một cốc nhỏ khoảng 100ml thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà
chúng ta thấy tùy theo cái thời gian tập của bạn nữa, thì tốt nhất là bạn thời gian tập mà bạn kéo dài. Có những người đi vừa đi bộ để tập thể dục group có khi lại mất 2 tiếng, mà trong vòng 2 tiếng đấy chúng ta vận động, chúng ta không uống thì cũng không tốt. Thì tốt nhất là bạn mang theo chai nước, và bạn mỗi lần giải lao thì chúng ta uống một chút, thì như vậy thì khỏe hơn là hơn chúng ta nhịn hẳn vài tiếng, chúng ta uống xong lại uống rất nhiều thì nó cũng không tốt. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Lâm. Khán giả tiếp theo xin được hỏi anh Đại, đó là nhà tôi ở chung cư muốn lắp lọc tổng cho cả nhà thì có được không, và nếu dùng lọc tổng này thì cho cả việc nấu ăn thì có nên không ạ? Thực ra thì chung cư thì có thể lắp được lọc tổng, nhưng mà cái điều kiện nó cũng hơi khó hơn so với những nhà ở mặt đất. Bởi vì là quý vị biết là chung cư thì cái đường nước thường là đi ở trên cái âm trần đó. Thì khi mà muốn lắp lọc tổng ấy, thì lại phải kéo cái đường nước đó ra cái ban công hay là vị trí nào đó mà có thể để một cái hệ thống lọc tổng. Bởi vì là một cái hệ thống lọc tổng mà để xử lý nước sinh hoạt cho cả gia đình ấy, thì nó cũng rất là to. Nó phải tương đương với một cái tủ lạnh á. Cho nên là cái việc mà nhà ở chung cư muốn lắp lọc tổng thì cần kỹ thuật viên đến khảo sát cái điều kiện lắp đặt trước thì mới có thể quyết định tư vấn là cái việc lọc tổng được. Thế còn lắp những cái lọc nhỏ hay là những cái lọc mà gọi là RO mà để ăn uống nấu nướng ở trong gầm chậu hay là đặt trên bàn chậu ấy, thì nó rất là dễ so với cái việc mà lắp lọc tổng. Dạ vâng ạ. Khán giả Nguyễn Hoài An xin được hỏi Phó Giáo sư Lâm là tôi nghe nói nước uống hàng ngày nên bổ sung kiềm thì tốt cho cơ thể. Điều này có đúng hay không ạ? Cái điều này rất là đúng. Người ta gọi là nước khoáng kiềm đấy. Nước khoáng kiềm thì hay nước lọc, những cái máy lọc mà nó ra những cái khoáng chất như là canxi, magie chính là các cái nước khoáng mà có tính chất kiềm. Thế nước khoáng mà có tính chất kiềm, những cái nước lọc hay nước uống chúng ta có tính chất kiềm thực ra nó rất tốt cho cơ thể, bởi vì qua quá trình sống này, rồi chúng ta ăn các cái thực phẩm thì chuyển hóa các thực phẩm nó cũng làm cho cái pH trong máu nó nghiêng về độ acid. Thế mà lúc chúng ta mới sinh ra thì cái pH trong máu của chúng ta nó là pH trung hòa, nghiêng về kiềm nhẹ. Thế thì chúng ta khi mà cơ thể bị nhiễm acid nhiều, ví dụ chúng ta ăn thịt nhiều này, ăn hải sản nhiều, hay là nhất là đàn ông con trai thì uống rượu bia nhiều, nó cũng làm cho cái pH trong máu nó nghiêng về acid. Thế thì các bạn uống cái nước khoáng có tính chất kiềm, nó lại trung hòa bớt cái acid trong máu đi, và nó chuyển các cái độ pH của cơ thể nó nghiêng về kiềm. Như vậy là có lợi cho sức khỏe hơn. Chính như vậy thì nó cũng giảm nguy cơ mắc bệnh. Vâng ạ. Và vừa nãy thì, dạ vâng, anh Đại có bổ sung gì? Mình xin bổ sung thêm cái ý kiến của tiến sĩ Lâm á. Thì tiến sĩ nói rất là đúng cho cái việc mà nước mà có độ kiềm mà tạo bởi các cái chất khoáng chất ấy, thì đúng là rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà hiện tại trên thị trường hiện nay có một số cái dòng mà nước có độ kiềm rất là cao, nhưng mà không phải tạo bởi những cái khoáng chất đâu, mà là tạo bởi cái việc mà người ta dùng một cái quá trình điện phân để điện phân tách cái phần tử nước ra thành là OH trừ và H cộng. Thì hai cái H cộng nó kết hợp lại thành cái hydrogen, và cái nước đó là cái nước gọi là nước kiềm. Thực ra thì chưa có cái khoa học nào chứng minh cái nước mà tạo độ kiềm mà cho trong cái quá trình mà điện phân đó là có tốt cho sức khỏe. Thực sự chưa có cái chứng minh nào. Chỉ có cái mà như tiến sĩ Lâm nói, đó là kiềm mà tạo bởi những cái khoáng chất thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Chứ còn kiềm mà tạo bởi trong quá trình điện phân đó, mà có những cái máy mà nó đến cả đến 100 triệu, mà hơn cả 100 triệu ấy, thì thực sự là cũng không có cái khoa học nào để chứng minh cho cái việc đó. Mà quý vị có để ý á, khi mà cái nước kiềm cao như vậy á, mà sau khi mà lọc xong rồi điện phân á, mà chỉ cần rót ra cái cốc này khoảng 15-20 phút sau là cái khí hydro nó cũng bay mất và cái nước nó lại trở lại về bình thường. Thế mà nhiều quý vị có thể bỏ ra cả 100 triệu để mua một cái thiết bị máy như vậy á, thì quý vị cũng nên cân nhắc về cái yếu tố được hay là không được cho quý vị. Vâng, rất là cảm ơn anh Đại về những thông tin vô cùng hữu ích, và hy vọng rằng quý vị khán giả cũng thật là những cái người tiêu dùng thông thái, bởi vì không phải là những sản phẩm nào càng đắt tiền thì cũng càng tốt đâu, đúng không ạ? Dạ vâng. Và sau đây thì mời quý vị cùng giải lao trong một ít phút quảng cáo.
Từng giọt nước đi qua công nghệ lọc RO SideStream của A.O. Smith với hiệu suất vượt trội đáp ứng những tiêu chí khắt khe nhất về nước tinh khiết. Hãy cho con bạn từng giọt nước tinh khiết với máy lọc nước A.O. Smith. Quý vị thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe những chia sẻ và giải đáp của các chuyên gia với chủ đề lợi ích của khoáng chất trong nước đối với sức khỏe con người. Hiện tại thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi vẫn nhận được khá là nhiều câu hỏi. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình tại đây và hy vọng là với những giải đáp của các chuyên gia thì quý vị cũng đã hiểu hơn được về những cái lợi ích của khoáng chất trong nước, đồng thời là có thể biết cách để lựa chọn những cái sản phẩm máy lọc nước làm sao có thể chất lượng và mang lại cho cuộc sống của chúng ta một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Và xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và xin được trân trọng cảm ơn ông Hoàng Văn Đại, Giám đốc dự án công ty A.O. Smith Việt Nam đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Và những câu hỏi của quý vị thì sẽ được chúng tôi tiếp tục gửi đến các chuyên gia để có thể trả lời trực tiếp trên báo điện tử sứckhoedờisống.vn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.